Một lần nữa xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với phần cuối cùng bản tin FPC tối ngày 19 tháng 4. Tôi là Minh Vi và xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, sắp tới hoạt động du lịch mạo hiểm sẽ có thông tư hướng dẫn quản lý riêng. Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định về việc thành lập tổ soạn thảo thông tư hướng dẫn này. Theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ soạn thảo thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động du lịch mạo hiểm bao gồm 13 người, trong đó ông Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch giữ chức vụ tổ trưởng. 12 thành viên còn lại là đại diện lãnh đạo các vụ viện, cơ quan liên quan trực thuộc Bộ và Tổng cục Du lịch. Tổ soạn thảo này sẽ soạn thảo thông tư theo kế hoạch và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo đánh giá của chuyên gia trong ngành, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia ở châu Á có nhiều điều kiện, tiềm năng tự nhiên, thích hợp để phát triển và đa dạng hóa các loại hình du lịch mạo hiểm như đi bộ, leo núi, trượt thác, đua mô tô, xe đạp địa hình, lặn biển, nhảy dù, lướt ván, thám hiểm hang động. Tuy nhiên, việc thiếu các chính sách quản lý cụ thể đã dẫn đến một số sự cố đáng tiếc trong thời gian vừa qua, gây mất an toàn, an ninh cho du khách và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt du khách quốc tế. Sáng nay ngày 19 tháng 4 đã diễn ra hội nghị khoa học về sở hữu trí tuệ với sinh viên do Cục Sở hữu trí tuệ và Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đây là diễn đàn để các giảng viên, sinh viên và các nhà khoa học trao đổi các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ, đồng thời là cơ hội để sinh viên được mạnh dạn trình bày quan điểm cá nhân về vấn đề này. Tại hội nghị, các chuyên gia đã nêu thực trạng về việc xem nhẹ quyền sở hữu trí tuệ phổ biến trong giới sinh viên và startup, đồng thời giải thích vai trò tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay. Đó là nhằm khuyến khích các hoạt động sáng tạo, thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm thúc đẩy phát triển xã hội. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ đã được đề cập và thảo luận tại hội nghị, như quyền tác giả và quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại, mối quan hệ giữa các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, vân vân. Tại hội nghị, đại diện sinh viên các trường đại học cũng đề xuất cơ chế hỗ trợ tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, sở hữu trí tuệ của sinh viên nhằm giúp các bạn trang bị những kỹ năng cần thiết để bước vào con đường nghề nghiệp trong tương lai. Vâng, thưa quý vị, để bảo vệ ngành sản xuất ô tô trong nước, theo kiến nghị của các chuyên gia, Việt Nam có thể sẽ có loại thuế tiêu thụ đặc biệt mới áp cho ô tô từ năm 2018 dựa trên yếu tố hàm lượng nội địa. Theo kiến nghị của nhiều chuyên gia, loại thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên hàm lượng nội địa của mỗi mẫu xe nhiều khả năng sẽ là một cách đánh thuế mới được sử dụng để hạn chế xe nhập khẩu. Theo đó, những xe có hàm lượng nội địa cao sẽ nhận mức thuế ưu đãi, ngược lại những xe có hàm lượng nội địa thấp, xe nhập khẩu sẽ phải chịu thuế cao. Đây là cách mà Indonesia từng áp dụng để kích thích nền công nghiệp ô tô trong nước phát triển, đưa nước này trở thành trung tâm lớn sản xuất ô tô ở Đông Nam Á sau Thái Lan. Các chuyên gia kinh tế nhận định Việt Nam có thể sẽ không ưu đãi ở mức thuế 0% như áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới, đủ để tạo khác biệt lớn giữa xe nhập khẩu và xe lắp ráp về mức giá, giúp bảo vệ ngành sản xuất ô tô trong nước. Liên tiếp là những thông tin như sau. Theo như bản dự báo kinh tế thế giới mới phát hành, thì Quỹ tiền tệ thế giới IMF đã nâng dự báo phát triển đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lên 6,6% vào năm 2017 và 6,2% vào năm 2018, nhờ vào đà tăng trưởng kinh tế vượt mong đợi hiện tại của Trung Quốc. Tại cuộc họp ở Washington, D.C., Mỹ vào mùa xuân tới đây, ông Marie Offels, kinh tế trưởng của IMF cho biết, sở dĩ IMF tăng mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lên trong 2 năm tới là do theo quan sát, tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc hiện đang tăng trưởng nhanh vượt mong đợi, cùng với việc thực thi chính sách hiệu quả của chính phủ Trung Quốc rất đáng chú ý. Quan sát của chúng tôi cho thấy đà tăng trưởng rất đáng chú ý trong nền kinh tế Trung Quốc hơn những gì chúng tôi kỳ vọng trong đầu năm 2016 và tốc độ tăng trưởng này có khả năng giữ vững trong năm 2017. Dù vậy, với tốc độ tăng trưởng như thế này, chắc chắn sẽ có một số nguy cơ rủi ro xảy ra. Điều này có nghĩa là khi chúng tôi đánh giá lại những dự báo này vào tháng 7 năm 2017, tốc độ này có thể sẽ cao hơn. Một yếu tố tác động mạnh tới tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chính là những nỗ lực hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc. Việc này thể hiện trong toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, thậm chí là tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất. IMF cũng cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế đối với các quốc gia đang phát triển sẽ đạt trung bình 4,5% vào năm 2017 và 4,8% vào năm 2018. Thêm vào đó, ông Moraes cũng rất lạc quan về những chính sách tài chính của Trung Quốc và về tầm nhìn một vành đai một con đường trong chính sách phát triển của nước này. Chiến lược này sẽ giúp điều tiết kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng. Điều này càng khiến cho các chuyên gia kinh tế của IMF lạc quan hơn về dự báo kinh tế của mình đối với Trung Quốc trong các năm tới. Thưa quý vị, mới đây sau khi hoàn thành công tác trùng tu tại khu khảo cổ Luxor, Ai Cập, các nhà khảo cổ Ai Cập đã hé lộ một bức tượng vua Ramses đệ nhị khổng lồ bằng đá granite đã được trùng tu tại khu vực này. Bức tượng vua Ramses đệ nhị được hé lộ có chiều cao 11m, nặng 75 tấn. Bức tượng được giới thiệu tại khu đền Luxor chỉ vài giờ sau khi hoàn thành việc khai quật lăng Usahat. Các nhà khảo cổ Ai Cập đã khai quật lăng mộ của vị vua vĩ đại này có niên đại 3.000 năm trước.
Đây là bức tượng mới nhất nằm trong loạt khai quật các di tích cổ đại mà Ai Cập hy vọng sẽ giúp thu hút khách du lịch quay trở lại đất nước này bị ảnh hưởng do tình hình chính trị bất ổn trong thời gian trước. Lăng mộ Userhat bao gồm một sân rộng dẫn đến một sảnh lớn hình chữ nhật, một hành lang và một phòng bên trong. Trong lần khảo cổ trước từ năm 1958 đến 1960, bức tượng Ramses đệ nhị bị phá hủy do vỡ vụn thành 57 mảnh, nhưng nó đã được tiến hành sửa chữa và trùng tu lại vào tháng 11 năm 2016. Vâng, thưa quý vị, những thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng xin được khép lại bản tin FPNC tối ngày 19 tháng 4 năm 2017 trên kênh truyền hình FPNC. Minh Vy rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Như thường lệ, để xem lại tất cả các video của chương trình cũng như cập nhật thêm những thông tin chi tiết khác, quý vị vui lòng truy cập vào website của chúng tôi ngay tại địa chỉ fpnc.vn. Còn bây giờ Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.